Quý vị, đây thực sự là thông tin quá bất ngờ về Ryan, kẻ đã bắn Tổng thống Trump ở sân golf của ông ở Florida. Con trai của Ryan Wesley cho biết cha của mình ghét Donald Trump giống như tất cả những người bình thường khác. Oren nói với đài Daily Mail rằng cha của anh không phải là người bạo lực và không tin rằng anh sở hữu súng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều đó, ông nói với tờ Daily Mail. Oren cho biết cha của anh ghét Trump giống như mọi người bình thường khác và nói thêm rằng tôi cũng không thích Trump. Ông ấy là cha tôi và tất cả những gì ông ấy có là vé phạt giao thông của cặp đôi. Theo như tôi biết cha tôi và tôi yêu cha tôi, nhưng điều đó không giống như ông ấy chút nào. Ông ấy nói ông ấy đang ở bãi biển, nhưng tôi nghĩ ý là ông ấy ở bãi biển ngoài khơi ở Hawaii. Ông ấy không phải là con người bạo lực. Ông ấy là người chăm chỉ và là một người cha tuyệt vời. Ông ấy là một chàng trai tuyệt vời, một chàng trai tốt bụng và đã làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời của mình. Tôi ghét trò chơi này cứ 4 năm một lần và nghĩ rằng tất cả chúng ta đều như vậy. Và nếu cho tôi muốn trở thành một người tử vì đạo cho việc quá trình này đã bị phá vỡ và tách biệt như thế nào khỏi các vấn đề thực tế và giải pháp thực tế, thì đó là lựa chọn của ông ấy. Tôi không nói rằng đó là những gì ông ấy đã làm hay ông ấy muốn làm gì. Đó chỉ là lời phàn nàn của riêng tôi khi đã chán ngấy với mọi thứ trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình. Cứ 4 năm một lần, chúng ta lại buộc phải lựa chọn giữa một chiếc bánh sandwich phân và một chiếc bánh khác khổng lồ ăn không ra gì, và tất cả đều bị hỏng theo cùng một cách ở các mức độ khác nhau, và chúng ta kiệt sức và xấu hổ vì tất cả những điều đó. Đây là tiết lộ của con trai ruột của người được cho là đã bắn tổng thống cử Donald Trump ở Florida. Một người đã chứng kiến cảnh cảnh sát bắt giữ tên bắn tổng thống Trump ở Florida đã nói rằng một mạng lưới truyền thông bẩn đã nói rằng tổng thống Trump bị bắn, hoặc thậm chí đây là một trò lừa bịp được lên kế hoạch. Anh nói rằng tôi rất muốn bác bỏ những điều đó và tôi vẫn sống ở đây, một cuộc sống bình thường của tôi, và tôi đã chứng kiến điều này bằng chính đôi mắt của mình. Nước Mỹ hãy thức tỉnh và nhận ra rằng chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta cần đoàn kết với nhau. Những cuộc tấn công này chống lại nền dân chủ của chúng ta là có mục tiêu, và nếu chúng ta không kiểm soát được điều này, có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc trong chúng ta. Chúng ta đã đủ tách biệt rồi, đủ sự chia rẽ rồi. Chúng ta hãy đoàn kết lại và làm điều đúng đắn và bỏ phiếu cho ứng cử viên phù hợp, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhiều người đặt câu hỏi, cũng như chính tờ New York Post cũng đặt câu hỏi, làm sao một sát thủ lại được phép tiếp cận gần Tổng thống Trump như vậy một lần nữa? Câu trả lời vẫn chưa được chính quyền đương nhiệm Joe Biden cũng như là Kamala Harris có cuộc điều tra chính thức từ cuộc điều tra trước vụ ám sát hụt ở Butler, Pennsylvania, bây giờ lại tiếp tục lại cuộc thứ hai. Nhiều người vào bình luận và nói rằng họ không thể vạch áo cho người xem lưng những điều ẩn giấu ở đằng sau. Làm sao mà công chúng có thể một hy vọng một những người mà chính bàn tay của họ đang can dự vào việc đó? Bởi lẽ nền an ninh của Hoa Kỳ nay đâu còn nữa, bởi họ đang thao túng về tất cả mọi sự như chúng ta đang nhìn thấy. Nhiều người chia sẻ và nói rằng một vụ ám sát khác đã nhằm vào Tổng thống Trump và sắp tới đây còn bao nhiêu vụ khác nữa. Và lần này ở tại sân golf của Tổng thống ở tại Florida, Tổng thống Trump đã không bị thương trong vụ này, tạ ơn Chúa.
Ông ấy cần một lực lượng bảo vệ lớn hơn vì cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta sẽ diễn ra sau 50 ngày nữa. Xin chúc bảo vệ người đàn ông này và gia đình của ông ấy. Tôi hy vọng mọi người đều an toàn, vui vẻ và khỏe mạnh vào những ngày sắp tới. Return to the White House, but he, this event was not on any kind of public schedule, so it's not clear how this alleged lone gunman knew the former president would be playing golf today, and also at what time. We heard the president was on the fifth hole, on the front nine at Trump International. How did this lone gunman know? Perhaps he followed the motorcade, of course, when the former president travels. He, you know, travels in a motorcade. He has Secret Service protection. Chính thống đốc Florida Ron DeSantis, ông cho biết là ông đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ ám sát Tổng thống Donald Trump. Tôi không nghĩ rằng việc nói rằng các cơ quan như FBI và DOJ, những cơ quan đang cố gắng truy tố ông ấy, là những cơ quan tốt nhất để quay lại và điều tra vấn đề này, là vì lợi ích tốt nhất của đất nước Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến việc chứng minh sự thật và xem anh chàng ra tay này, anh ta đến từ đâu, động cơ của anh ấy là gì, và đằng sau những sự việc này, những kịch bản mà chúng ta thấy màn diễn được trình diễn trong vụ ám sát hột vừa qua, đó là ai, là đạo diễn và kịch bản ai đưa ra, đây chỉ là một diễn viên mà thôi. Tôi thấy rất nhiều đảng viên dân chủ tấn công Trump ngày hôm nay. So this happened here in your state. What are you going to do about it, Governor? Well, the state of Florida is going to do our own investigation. Clearly, there were multiple violations of Florida law. We also, I think, have an interest in vindicating the truth about where this guy came from, what his motivations were. The people of our state deserve that. I don't think it's in the best interest of this country. Chính thống đốc Florida Ron DeSantis, ông cho biết là ông đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ ám sát Tổng thống Donald Trump. Tôi không nghĩ rằng việc nói rằng các cơ quan như FBI và DOJ, những cơ quan đang cố gắng truy tố ông ấy, là những cơ quan tốt nhất để quay lại và điều tra vấn đề này, là vì lợi ích tốt nhất của đất nước Mỹ. Chúng tôi quan tâm đến việc chứng minh sự thật và xem anh chàng ra tay này, anh ta đến từ đâu, động cơ của anh ấy là gì, và đằng sau những sự việc này, những kịch bản mà chúng ta thấy màn diễn được trình diễn trong vụ ám sát hột vừa qua, đó là ai, là đạo diễn và kịch bản ai đưa ra, đây chỉ là một diễn viên mà thôi. Tôi thấy rất nhiều đảng viên dân chủ tấn công Trump ngày hôm nay. That agent, thank God for that agent. But that course should have been swept before and that vulnerability should have been neutralized. When you hear the Democrats talk about this, I don't personally feel that much sorrow or that much sympathy or even regret that this happened twice, Governor. How do you understand that? Thưa quý vị, điều quá tuyệt vời, Tổng thống Trump ông vừa đưa ra một dòng thông tin trên Truth Social khi ông sống sót sau vụ ám sát lần thứ hai trên sân golf của ông ở West Palm Beach, Florida. Nguyện xin Thiên Chúa phù hộ cho ông và phù hộ cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa. Đây thực sự là một con người can trường. Tổng thống Trump ông nói rằng tôi muốn cảm ơn mọi người vì sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp của các bạn. Đó chắc chắn là một ngày thú vị. Điều quan trọng nhất tôi muốn cảm ơn cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, cảnh sát trưởng Rick Ressler và văn phòng những người yêu nước dũng cảm và tận tụy của ông và tất cả lực lượng thực thi pháp luật vì công việc đáng kinh ngạc đã làm trong ngày hôm nay ở tại Trump International trong việc bảo vệ tôi. Với tư cách là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, để được an toàn, công việc đã hoàn thành thực sự xuất sắc. Tôi rất tự hào là một người Mỹ. This defendant, but also to prosecute the case where they don't have as strong of jurisdictional claims. And so we are going to be doing our investigation. I'm going to have more to say on that very shortly about what precisely we're going to do. But I would note, Jesse, you know, I've played golf with the president when he was in office at that course. It's a great golf course.
That part of the property, the fifth green, the sixth hole, and then the seventh tee, that is right there up against the fence line. So the fence line is... So in light of the new reporting that the Secret Service did what it's supposed to do, it saw a threat to the president, a potential threat, a man with an AK-47 within the vicinity of the former president on the street, a few hundred yards apparently away from the fifth hole, and the Secret Service agent did what they are trained to do, took out the service revolver, their weapons, and tried to stop this apparent suspect, this man with the... I think a lot, what I saw a lot of Democrats attacking Trump today. Really didn't even give this much of a thought. They're just all out with the rhetoric all over again. And look, we'll see what this guy consumed. It seems like he was a consumer of a lot of these corporate media narratives that the Democrats propagate. We'll see. I think that's what the investigation can show. But I will say this. There's a lot of people in our society who may have a screw loose. And if you're constantly telling them that American democracy is going to end if this guy gets elected president, well, somebody is going to feel that they're justified for doing this. And so I do think the apocalyptic rhetoric has increased the threats to Donald Trump. No question about it. Yep, because everybody wants to. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.